vậy này là mặt phải nha, cái kia là mặt trái rồi, để mình chụp hình không thấy phải ha, này trái nha, xin lỗi này trái. Rồi em đổi mặt phải chút quá mà thấy cô bé bây giờ làm được rồi, có người ráp bao tôm đó, ráp xong hết cầu rồi phát hiện ra đường ráp bao chua không, ráp xong hết cầu rồi bẻ ra luôn rồi cái đường ráp bao thấy biết phải hết rồi. Kéo sắt chịu phần rưỡi thôi ha, những cái giọt nước chịu mấy rồi, ở đây một phần vô nẹp tự may nè, để lo nẹp tự may nha, rồi chị dây kéo nè, đây dây kéo sắt dễ nhận nước an tâm đi, rồi thì mình tưởng tượng này em kéo thì kéo lên hết lên trên luôn, vậy nó phải tương tự giọt nước, còn anh phải cao hơn cục sắt này mấy ly đúng không, thấy không ạ, cho đến khi mình lấy dấu á là mình phải quẹt cái dấu này kéo lên đi để hãy quẹt dấu, thấy không, kéo lên hãy quẹt dấu, vậy phải dấu phấn thì đặt cùng dấu phấn không, rồi bên này nhìn, bên này nhìn thấy không vậy, lấy em kéo dây kéo này ha, không có để ngay sát cái cục sắt vậy nha, mà may mình sẽ hơi cầm phải cho nó sẽ lệch ba ly, đúng rồi xuống dưới chứ lên trên nghĩ chi mà, có nghĩa là cục sắt nằm đâu được không, thì mình quẹt dấu phấn trên cái thân của nó thấp xuống cho em 3 ly, có hiểu vấn đề không ạ, vậy em nói lại dấu phấn trên này trùng dấu phấn ở trên được chưa, cục sắt nằm đâu lấy dấu này dưới đó cho em 3 ly, rồi hiểu ý em không ta, rồi nghe tiếp nè, dây kéo sắt này em thấy dễ nhưng mà mình không làm quen mình thấy nó khó nhập nước nhưng mà em thấy nó dễ, rồi cái thứ nhất, cái thứ hai nữa nè, dây kéo sắt này mình không có khống chế được chiều dài của nó, hiểu ý không ạ, có nghĩa là không có giọt nước muốn mai đâu cắt bỏ đó đúng không, nhưng cái sắt nó phải khóa đầu sẵn không được không ạ, dạ do đó là sao ạ, mình thấy nó dài mình may dài, mình thấy nó ngắn mình may ngắn, giống như mình muốn xẻ đường ngắn ngắn hay cổ áo thì mua dài nhiều cũng được hết, nhưng mà muốn ngắn cho tầm mình mặc thì phải mua dài chút, ví dụ như 5 tấc 6 tấc gì đó là phải xài hết của nó à, hiểu ý không, còn muốn cắt là phải mua cái kìm cắt, mua cái kìm mà cắt sắt á, cái tiệm điện á, mua cái kìm cỡ này là cái bàn tay mình á, nó mới gọng sắt á, thì lúc đó mới cắt ngang, muốn cắt bớt gì đó cắt, nhưng mà thường thường ít ai lắm à, cực quá phải mua cái kìm và cắt cái cục sắt này ra thì thôi vậy đi, mình may đầm đúng không, mua cái kéo 5 tấc mình kéo được rồi, mình khoét phổi sao sâu sâu chút, hiểu ý không ạ, hoặc không thì sao mua 6 tấc gắn hết dây kéo luôn, cái dây kéo có nhiều xài hết nhiều, mình lệ thuộc vào nó chứ không lệ thuộc vào mình, rồi vậy hiểu ý không ạ, còn của em sản xuất là tụi em đặt, hiểu ý không, thì sản xuất số lượng nhiều nên thí dụ cái đầm đó em muốn à gắn cộng dây kéo tới đó thôi, em sẽ đặt ở 100 cộng dài 54 cm, sẽ làm đúng cho em 54 cm hoặc là 55 cm, còn mình sản xuất ít mình may ít cho mình thôi, ta không bán cho mình được không ạ, đó mình muốn mua nhiêu mình ra mình nói người ta bán nhiêu mình về mình xài nhiêu, rồi hiểu ý chưa, rồi còn cộng nào như con mượn cộng đi, lát cô phá hơn đợi cộng khác cô có gì ta, muốn bỏ hòa rẻ bán ký rẻ lắm, như kéo bán ký rất là rẻ, đủ màu đủ cỡ đủ kiểu đẹp lắm, phú bỏ hòa phú bỏ hòa chờ phú hòa lên đường rồi bán bích tân phú á, phú bỏ hòa không xong Nguyễn Sơn này kia đâu cái khu đó cô ừ, bác sĩ mà đó hả? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Vải đa số là vải cung vô làm. Vải bên đó bán nhiều lắm á. Vải nó đếm đẹp lắm đó. Mua vải đẹp lắm. Bẻ ký rồi kia rất vải á chị. Nè, cắt nè. Rồi tập trung nè, lát tính sao nè. À, mình biết chơi cái áo khoác của mình không? Kéo kéo cái lai áo khoác cho con mượn chút xíu. Cho con mượn cái lai áo khoác của mình kìa. Áo khoác cũng có cái này kéo. Rồi, vậy mình thấy dây kéo nó có khóa luôn bên dưới không? Có. Vậy mình mua có một số trường hợp dây kéo nó có khóa đầu sẵn như vậy, hiểu ý không ạ? Mà nó khóa đuôi như vậy thì lúc đó bắt buộc phải cắt. Ai về mua dây kìm đi cầm ra đây biết cắt mình cắt cho. Dây kìm cắt á có nghĩa là cái trường hợp đó của nó mình tưởng tượng là vậy, nó không có cái này, nó không có cái vải để mình chặn cái này, hiểu ý không? Do nó sát vậy luôn, đó là sao ạ? Mình sẽ không có chỗ để may, hiểu ý em không? Vậy lúc đó mình phải cắt bỏ bớt một đoạn không? Có nghĩa là đừng không phải là cắt chi kéo về mà là phải mình cắt sắt bỏ bớt một đoạn không?
Vậy lúc này sao ạ? Tưởng tượng như đầu này nha, đầu này em bẻ không được. Thì lúc đó dây kéo khoác mình phải kéo được vậy luôn không? Vậy trước khi mình kéo lên mình phát hiện mình đánh dấu cho em kiến dụ mình muốn trừ đoạn đó lại 3 phân, mình đánh dấu 3 phân. Hiểu ý không? Xong bẻ này qua, uốn cong này qua, được không? Lấy cái kìm cắt sắt á, cắt giùm em. Có hiểu ý không à? Lấy kìm cắt sắt á, cắt bỏ ra giùm em. Còn có bạn á, ngồi bạn lăn kim. Cái kim này này, em may đúng không? Bạn sợ may gãy kim mà ngồi bạn lăn. Bạn né theo những cái mũi sắt này bạn lăn qua được không? Được, có nghĩa là mình làm cách nào là Nguyễn mình may được thôi, đừng gãy kim. Vậy hiểu không ạ? À? Giờ ai muốn cắt thì mua cầm dây kéo, cầm cái kìm để mới hướng dẫn mình cắt được. Mà phải mua đúng kìm cắt nha, đừng mua kìm nhặn ốc nha. Nó có bán kim với kìm để cắt điện này kia đồ á, nó cũng nhỏ nhỏ mấy chục ngàn à. Ngắn ngắn vậy nè, ở nhà em cũng có à. Rồi vậy hiểu vấn đề chưa ạ? À? Con này nó khóa sẵn. Rồi, chị nhìn giùm em xíu nè. Điểm này của mình mà điểm ra dây kéo. Được không ạ? À? Có nghĩa là cộng dây kéo này của mình từ đây xuống đây dài bao nhiêu thì phải tắt đủ đèn. Cái này của mình là trên này nè, nó dài hơn này mấy hả? Cái flop đi chị. Tắt đèn rồi em thấy. Cái trên dây kéo nó dài bao nhiêu thì trên vải mình phải dài hơn 5 ly không? Làm xác định vị trí tra dây kéo. Tại sao ạ? Dây kéo này mình may mà bằng ebon là may ngay cái bị cong. Khi may là mình phải cân hơi cầm vải lại một chút. Rồi cái thứ nhất. Cái thứ hai là từ vị trí này em lấy tay phần này mặt trái mặt phải? Mặt trái nha. Hên quá ha, chỉ đẹp lung linh luôn, chỉ đẹp. Em nói mình nghe xíu, dấu màu hồng này là điểm tra dây kéo, điểm tra dây kéo này được không? Nhưng mà khi may là mình may trên nó một phân may xuống, hiểu ý không ta? Hiểu ý không? Có nghĩa là sao? Điểm này điểm tra dây kéo nè, nhưng mà khi may không may từ điểm tra dây kéo mà phải may trên nó một phân rồi mới may trở xuống, vậy được không à? Dạ hiểu vậy trước đây là tại sao tính sao. Rồi lúc này em rẽ mép phải ra. Này đương nhiên là về nhà phải làm sao ta? Ủa đàng hoàng cho dễ may nha chứ có chơi gì nha. Quên cái nó chơi. Chưa được mang phân rưỡi. Chưa được mang phân rưỡi. Rồi vậy phải ngay vị trí này em lấy xuống đây phân rồi điểm ra dây kéo em mới giấu lại. Được không? Em để cho vịt này vào bình thường, em để vào.
Thì lúc đó mình tưởng tượng giùm em chút xíu nè. Khi mình mai mình phải hở ra một đoạn màu đen không? Một đoạn màu đen 5 ly theo chân ngực. Có tưởng tượng được không mà không thể khác được, không thể nào bắt em để giày may được hết. Nó đâu chạy được. Hiểu ý chưa? Có nghĩa nếu em để chân vịt này vào em may thì dây kéo mình khi may xong phải hở hai đường màu đen hai bên song song không? Bằng đúng bản chân vịt. Vậy giờ mình muốn đẹp mình thay chân vịt một giò được không? Thay chân vịt một giò để làm chi ạ? Để mình may vừa sát luôn cho đẹp, nhưng mà đương nhiên là sao ạ? Hơi hồi hộp một chút. Gãy kim. Đúng rồi. Thử nha. Về nhà chưa quen lấy chân vịt này may được không? May quen là bắt đầu đổi chân vịt này. Được không? Mở giờ nhà như liền cái là làm bụp bụp liền á. Trong chân vịt đâu, hôm bữa là chỉnh gì ạ? Bên ngoài, đúng không? Vậy nằm bên trong nha, chứ không nó gãy kim. Rồi vậy lúc này ha em để vào rồi mình thấy này, không thể nào mà nó dính vô cục sắt được đúng không? Tại vì cái răng mình để đụng cục sắt rồi, phải kim mình cắt ra đây không? Đúng rồi, kim nằm bên trong nên không có sao đâu, hùng mình vậy thôi chứ sao. Rồi lúc này mình đo nè, lấy thước đo từ răng dây kéo đi vào coi mấy ly. Hiện giờ em đặt và em đo phải 5 ly không? Hiểu ý không nè? Đo từ răng dây kéo vào cái dây kim coi được mấy ly. Hiện giờ em đo phải bao ly rồi? Ngoài luôn. Mét ngoài này này. Rồi từ mét ngoài chứ, vô đây 5 ly thấy chưa? Rồi vậy lúc này nè, thấy 5 ly thì phải nhích này ra cho em mỗi bên thêm 5 ly nữa. Hiểu ý không? Để lát mình may xong á, cái răng mình phải trả lại được đúng không? Chứ mình không về 5 ly, một lát may xong phải đầm này của mình rộng 5 ly không? Có hiểu ý không ạ? Nhớ tính toán cẩn thận nha. Nhưng mà nếu xài chân vịt này thì phải ra số khác không? Có nghĩa là mỗi một chân vịt nó khác, mỗi một dây kéo nó khác. Dây kéo có người làm răng nhỏ, có răng dây kéo lệch lớn hơn à. Chân vịt cũng vậy. Cái đó đừng có thuộc bài là cách vô 5 ly mà phải sao ạ? Tùy theo mình sử dụng chân vịt gì và dây kéo gì. Lúc này để vào máy đo. Đo từ mét ngoài dây kéo này vô tới dây kim cho bao nhiêu. Hiểu ý không ạ? Em đo 5 ly thì giờ phải em cắt đây là 5 ly không? Phải mình đo phân thì lãng phân không ạ? Có nhiều tính nhiều. Rồi, tiếp. Em mang cho mình trái luôn thấy không ạ? Rồi, nãy giờ nói không chứ chưa may á. Giờ mới may nè. Rồi, dây kéo nè. Phải mình may xong mặt phải ra gì không? Vậy giờ ốp hai mặt phải với nhau. Nhìn kim vô nè. Nhớ rẽ mép phải. Rồi nhìn kim ngay đúng từ giữa giùm em. Rồi hiểu ý không à? Chỉnh chỉ khích hơn so bình thường. Rồi chân vịt này mặt phải này, úp xuống mặt phải ha, đưa đuôi dây kéo vào. Hiểu ý không? Giờ đạp ngang qua cho em, đạp ngang qua ha. Rồi hồi nãy mình thấy là khi mình để vào cây kim hở ra nhiêu, giờ mình đạp qua cho em bao nhiêu. Hay nói cách khác bây giờ mình phải đạp qua mỗi bên 5 ly luôn. Tính từ đường sống giữa này. Hiểu ý không mà? Giờ mình phải đạp qua mỗi bên 5 ly luôn. Có nghĩa là nãy mình đo được bao nhiêu thì phải giờ từ giữa này mình qua cho em mỗi bên bằng bấy nhiêu. Hiểu ý không? Lù ta. Không vui. Rồi, cho mình may rất là nhỏ. Cho nên người ta nói làm sao không? Chỉnh chỉ khích hơn so với bình thường. Hiểu ý không? Giờ anh cho mình coi. Từ từ anh cắt anh cho mình coi.
em may hơi lớn một chút cho mình dễ nhìn đó nha. Bà em may đúng màu hồng này ạ. À? Rồi, cái màu này thử coi. Bà em để cái nào ngay giữa không? À? Bà em may qua mỗi bên 5 ly không? À? Đưa máy chưa? Bà em may qua 5 ly không? À? Mà 5 ly phải tính từ ngay thống giữa này ra mỗi bên 5 ly không? À? Còn cô Mai là hiện giờ là cô Mai hơi 7 ly cho mình dễ nhìn nữa, chứ 5 ly thì hơi khó quá. Chạy cái ào vậy giờ nhắm chặt được làm gì, xoay tay quay từng mũi một đi không ạ? Chứ giờ sao giờ, chứ giờ có cách đó hay giờ em cũng không biết cách nào cho mình giờ, hiểu chưa? Giờ cái bước này bấm mũi gạt giờ bấm mũi gạt vậy mình hiểu phải, em may một phân thì chính là một phân cái lưỡi gà đúng không? Rồi vậy bạn nào mà học sẽ trụ rồi thì tới đây khỏe biết. Vậy giờ muốn bấm lưỡi gà phải nắm không viên kéo này em bẻ lên nè, bên này nhìn trước đi, mấy bẻ này lên nè, xong phải em gấp cọng dây kéo vào không? Giờ thấy cọng chỉ không? Thấy cọng chỉ không ba? Thấy không? Thấy cọng chỉ chưa? Vậy bây giờ em phải lấy cái bấm này em bấm từ ngay cái góc lưỡi gà này không? Đúng không? Em bấm vô vừa sát cái cọng chỉ này em dừng lại đúng không ta? Em làm cái thế mình nhìn thôi chứ em bấm thì phải để sát em chứ để dạng bấm được. Đây, không để gì bấm, không thấy gì để bấm hết. Muốn bấm là phải bẻ cái này sát vô góc, được không? Rồi thấy cọng chỉ xanh xanh đây không? Rồi phải đây kê kéo cho từ ngay cái mũi này không ạ? Bấm cho tới ngay sát cọng chỉ mới dừng lại không? Rồi em bấm cho em cho mình coi nha. Rồi được rồi. Bấm kéo mình mà bén, bấm một phát một lên tới nó sẽ đẹp hơn là mình nhấp nhứ. Được không? Rồi nhìn tím nè. Khi qua mặt bên này ha, thấy nó còn dính lại không? Đâu gỡ ra được đâu đúng không? Chị phải bấm ngang cái nữa không? Để mép bả này tắt ra. Rồi hiểu với cô chưa? Rồi bên này nhìn. Rồi. Mình phải ý em nói là sao, mình phải kéo làm sao nè, cái mũi kéo của mình á vừa tới cọng chỉ thôi. Kéo mình mà bé là mình bấm một phát một là to. Có chừa lại canh sợi chỉ nào không cô? Vừa tới cọng chỉ. Chừa lại cọng chỉ đó chứ chừa gì?
Vậy mình bấm lưỡi gà xong rồi khóa gốc rồi mới may. Rồi, chị hiểu nhanh xíu ha. Chị tới bước này ha, để này nhập thêm xuống. Nhìn nó không bị nhíu, nó không bị xì đúng không? Nhìn nè, phải này nó vuông vức cho đẹp luôn. Còn chỗ này nó lớn nhỏ thì quan đừng quan tâm, chứ có may chủ yếu là may cái gốc này cho đẹp thôi. Tại một lát mình sẽ không có thấy đường nó may gốc, vậy cái này là bí quyết đó. Gốc mỗi bên là một hai phân, một phân rưỡi hai phân là được rồi. Có nghĩa là vậy nè, thường thường làm tới bước này là mình hay để dây kéo nằm trên, mình may từ đây may xuống, đồng ý với em không? Nên gốc này mình bị xấu, có hiểu ý không ạ? À? Bí quyết mình là gì vậy? May chút xíu góc thôi, khóa góc chút xíu cho đẹp chỗ góc thôi, rồi mình may tiếp cho đẹp. Rồi hiểu ý em chưa? Còn mình không khóa góc trước, mình may từ đây xuống vẫn ra kiểu được mà, vẫn muốn dây kéo. Nhưng mà chỗ này nó đẹp được vậy không? Và nó bị dùng dùng không? Nó bị nhíu hai góc đúng không? Còn mình may đúng thì nó mới đẹp, nó hơi tốn công chút. Rồi vậy hiểu ý em chưa? Rồi vậy là khóa góc nha. Rồi giờ may nè. Rồi em khóa gốc xong ha. Giờ em may từ đây may lên. Rồi lúc này canh dây kéo mày. Cầm vải lạnh em xíu nha, thấy không? Có nghĩa là sao ạ? Phải em đùa vải này xuống chút không? Để cho nó không bị cong như kéo á. Rồi, tới chỗ nào đó khoảng nửa nè. Nghiêng nghiêng xuống.
chân vịt lên, kéo dây kéo qua. Có hiểu không? Giờ thấy thoải mái hơn không? Dễ may hơn chưa? Dễ không? Mang cái nhà lên nhanh vậy, hình dung nè. Phải em may trong dấu phấn này không? Hiểu ý không? Nhìn nè, ấn tượng. Đây nè, như anh đang nhìn trước đi. Thấy dấu phấn thành đây không? Phải em may trong dấu phấn này mà khi em mẻ ra vậy nè, nó phải đúng dấu phấn mà em dời không? Có nghĩa phải là em làm mất 5 ly, phải em trả này ra 5 ly không? Em làm mất 5 ly, em trả này ra 5 ly. Để áo mình không bị chật, không bị rộng. Hiểu ý chưa ạ? Còn nếu mà cái dấu này em may đúng cái dấu phấn ban đầu là phải áo này bị rộng không? Mà phải dấu là dấu 1/2 chưa? Phải dấu là dấu 1/2 không? Sau đó mình phải dời mấy ly đây ạ? À? 5 ly. Thì phải mình may từ dấu đường chỉ này của mình ra tới cái cộng sắt này là phải 5 ly không? Để mình trả ra áo mình không biết mình không bị chật, không bị rộng. Chị hiểu ý em không ạ? À? Rồi. Vậy phải bên này làm như vậy không? Mà vải phải nó hơi dưng chút. Để ra. Thôi đẩy vải, thôi cầm vải lên chút cho nó đẹp. Rồi, vậy được không? Tới khoảng nửa anh kéo lên được chưa? Đó, cho nó thẳng hàng hết thì cho dễ may ạ. Nè, tưởng tượng giống như cái dây kéo mình giống như cái miếng đập giấy đi đúng không? Vải bên dưới nó hơi đùng đùng á, để người ta chi đây à, em đang đẩy cho nó cầm lại không? Phải vải đang dưng sợi dây kéo không? Thì mình may nó mới không bị cong dây kéo. Em làm ảo rồi đó. Như tới phần cuối cái chân vịt nó hơi đi ra tí đó. Nó bị dưới một sắt đó chị. Nó bị dưới một sắt á, sắt ngang qua đó. Rồi. Chứ một phần nữa hồi nãy em ngay từ ban đầu em có nói là em may cái này sao đây ạ? Phải hơi lớn hơn chút xíu không? Cho mình dễ nhìn. Rồi, hiểu ý chưa? Còn đúng ra mình phải may nhỏ lại nó sẽ đều không? Dạ. Còn nãy em có nói là em may hơi lớn chút để em bấm chữ gà cho mình dễ nhìn á, ngay từ đầu em có nói rồi. Rồi, em hiểu vấn đề chưa ạ? Còn mình muốn lớn. Đó, về thủ ra vậy không? Là may hơi nhỏ tí đó, 7 ly đó. Còn nếu mình may sát lại thì nó phải là sát như chén này luôn không? Rồi vậy hiểu chưa? Vậy mình thấy là khi may xong phải nằm im vậy không? Không bị gì ha. Có nghĩa là vải phải hơi dưng chút, dây kéo mới nằm im. Còn vải dây kéo mà bằng nhau là may nó không im. Rồi, rõ ràng vấn đề chưa? Về may ủi đàng hoàng này kia chả đẹp. Dễ không? Xong rồi đó. Ủi miếng keo cho mấy duyên mình ủi sẽ rụi á. Ủi miếng keo đây người ta bọc. Cái này là em làm hơi lớn người ta. Quên, kéo mình nhỏ mà làm chi lớn. Em tính làm lớn cho mình nhìn. Nhưng mà em quên miếng để. Như kéo mình có 5 ly vậy. Cho cô mượn cộng dây kéo nó đi.
bị hoành tráng cho mình dễ nhìn, chứ đúng ra mình muốn thở 5 ly phải mỗi bên 5 ly không? Có nghĩa là từ đường giữa này phải vẽ mỗi bên 5 ly không? Còn này là em vẽ hơi lớn một chút. Ở trong màn chỉ này nè. Dễ. Rồi. Vậy nè. Phải mình để lên đây không? Rồi được không? Này. Hiểu ý không ạ? À? May tới cuối chỗ này luôn. Bẻ gối qua. Có nghĩa là mày ủi trước nằm yên hết đúng không? Rồi kêu đập giấy vô may nhé, chứ không bị giãn ha. Là sao? Có hiểu không ta? Đúng rồi, kêu đập cho ủi yên hết giống như ủi trụ vậy đó. Được không? Sau đó làm sao kêu đập giấy vào chèm vòng vòng là xong. Đi nhìn mà túi sách á. Mấy quà túi sách này kia được á. Đương nhiên chắc chắn sẽ bị xì. Nhưng mà nhờ gì? Nhờ đừng chỉ đẹp trực tiếp lên nó luôn. Nên nó sẽ không có bị ruột. Nhưng mà cái này thì hỏi chị được không ạ? Còn mạng mình thì sao ạ? Giống chị. Đúng mã này. Được không ạ? Còn mấy túi sách thì mai mai vậy hết cực quá. Mình phải mang cái này cho nó dễ. Mấy cái túi của mình đi cái khóa ở bên trong á. Trên mạng nó chỉ mình vậy đó. À được không ạ? Rồi. Cái nạm này là một phân được không? Thì mình có cho miếng keo hai phân không? Để đè nổi. An tâm đi, lát củi qua đây không ai thấy keo nó hết á. Nhưng mà nó cứng nhớ lại, nó mới không bị giãn. Rồi, hiểu vấn đề chưa ạ? Rồi mấy túi nha. Mặt trái ủi sẽ để mặt phải hơn. Để cái mặt trái ủi sẽ để mặt phải hơn. Trời ơi, tôi mới tưởng tượng theo cái hình này chứ. Rồi, vậy nè, hiểu ý không? Ủi vô giấu hết keo rồi. Nó không biết bị xì đúng không cha? Cái đó đeo rồi. Này đó là phải. Đây là phải, cô dễ mặt phải, được không? Sau đó làm sao? Phải để đây may không? Dễ muốn chết được nè. Ha. Rồi, vậy được không? Mình làm dễ làm ta.